Hành trình công lý tập 17, mẹ con Phương có gặp nguy hiểm vì đưa Huyền về ở cùng. Diễn biến của bộ phim Hành trình công lý cho thấy Phương đã đưa Huyền về nhà ở cùng, mặc cho sự can ngăn của hai người bạn thân là Quân và Nguyệt. Trong tập 16 của phim Hành trình công lý vừa phát sóng tối ngày 14 tháng 11, Phương, diễn viên Hồng Diễm, đã đưa Huyền, nhân chứng trong vụ kiện ly hôn mà cô đang đảm nhận về nhà ở tạm, mặc cho sự can ngăn của Nguyệt. Diễn viên Thu Quỳnh và Quân, Quốc Huy, vì lo sợ, hành động này có thể gây ra những rắc rối cho cô và các con. Trong khi đó, Hoàng, diễn viên Việt Anh, đang hoài nghi về mối quan hệ mập mờ giữa Phương và Quân khi thấy hai người quá thân thiết. Anh vẫn muốn tiếp cận Phương, nhưng mỗi lần gặp Hoàng lại khiến Phương tức giận vì gợi nhớ lại chuyện cũ. Đặc biệt, sau khi làm việc với công an và biết mình cũng nằm trong diện tình nghi là hung thủ trong cái chết của Hà, Phương vô cùng kích động nên khi Hoàng tìm gặp, cô nổi cơn thịnh nộ với anh. Hành trình công lý tập 16 cũng cho thấy Phương tiếp tục được xếp Dung tin tưởng giao cho xử lý vụ án tranh quyền nuôi con giữa Lan và Cường, Doãn Quốc Đam. Thấy Huyền, nhân chứng trong vụ ly hôn bị đe dọa, Phương đã quyết định đưa cô về nhà sống, mặc cho sự can ngăn của Nguyệt và Quân. Tại nhà Phương, Huyền tiết lộ bản thân từng bị Cường ép phá thai. Điều này khiến Phương vô cùng bất ngờ và bắt đầu gặng hỏi vì trước đó Huyền chưa bao giờ kể chuyện này cho cô biết. Chi tiết này có thể giúp gì Phương trong vụ kiện ly hôn giữa Cường và Lan mà cô đang đảm nhận không? Trong một diễn biến khác, Hoàng bị công an triệu tập và đặt câu hỏi về việc vì sao đoạn tin nhắn giữa anh và Hà đã bị xóa đi. Nội dung tin nhắn là gì? Trả lời cho câu hỏi này, Hoàng cho biết đây là mối quan hệ ngoài luồng cho nên anh không thể giữ được tin nhắn, tránh bị vợ phát hiện. Bên cạnh đó, Hoàng khẳng định nội dung tin nhắn giữa mình và Hà chỉ xoay quanh chuyện tình cảm. Tuy nhiên, công an dường như không tin vào những câu trả lời của anh. Cũng trong tập 16, Hoàng vẫn tích cực đi tìm chứng cứ để minh oan cho bản thân mình vì anh cảm nhận được rằng với cách hỏi của công an, có vẻ như Hoàng là người phù hợp nhất khiến Hà biến mất. Tôi sẽ tự tìm hiểu và khi có bằng chứng, tôi sẽ báo cho họ. Hoàng muốn tự mình tìm ra chứng cứ để minh oan cho bản thân. Những diễn biến của phim Hành trình công lý lên sóng vào các buổi tối từ thứ 2, 3, 4 hàng tuần trên VTV3. Linda.